Mình chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Đây là cái nồi canh cá lăn nấu với lá chua các bạn, nhiều nơi gọi là lá giấm các bạn nha. Trong những cái món mà mình ưa thích làm video các bạn, những video trước mình cũng đã làm những cái món canh nấu từ những cái rau dại mà cái loại rau chua khác nhau. Trong hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món canh nấu với cá lăng này các bạn. Món rau này thì nhiều nơi loại giống này cũng không có các bạn nha. Đây các bạn, mời các bạn cùng theo dõi quy trình nấu một cái món canh dân dã và đơn giản này nhé. Trước tiên mình phải vô trong vườn đi tìm cái lá rau chua các bạn. Món này ở đây người ta hay sử dụng để nấu canh chua đó các bạn nha. Nấu gọi là đơn giản thôi. Wow, vô tình thấy được cái đu đủ trong vườn đi chín các bạn. Chín cây luôn. Đây các bạn, cây rau chua, lá chua đó các bạn. Nhiều nơi gọi là lá giấm các bạn nha. Loại này thì đầu mưa hột nó rụng xuống và mọc lên rất là nhiều các bạn. Trái nó màu đỏ các bạn nha. Người ta hay sử dụng cái trái đó để ngâm rượu, nghe đâu uống rất là tốt các bạn. Mình chưa thử qua nhưng mà nghe người ta nói vậy các bạn. Rau này thì ở miền núi thì nó mọc khá nhiều các bạn, mọc xung quanh vườn nhà rất là nhiều nha. Để mình hái một nắm thôi, nắm to là đủ cho cái nồi canh rồi các bạn. Món này cũng đơn giản. Trong tất cả video mình chia sẻ với các bạn những món ăn đơn giản của người miền núi, không cầu kỳ và phức tạp nha các bạn. Như vậy là đủ rồi các bạn. Để mình về bắt đầu là làm cá các bạn nha. Đây các bạn, đây là loại cá lăn này là ở sông các bạn nha. Vào mùa mưa thì nó lên rất là nhiều. Loại này nó có 2-3 loại các bạn. Cá lăn vàng và rần ri. Loại này thì da trơn nhưng mà rất là ngon và dinh dưỡng các bạn. Đây là các bạn, còn tươi sống nè, họ đánh lưới ở cái sông lớn rất là nhiều. Mình nấu chừng 4 con này uống một tô canh gia đình mình ăn thôi các bạn. Nhưng trong những video trước cũng vậy thôi, cá sau khi mình làm sạch mình sử dụng đường và nước mắm ướp sơ qua các bạn cho nó không bị tanh cá nha các bạn. Đặc biệt là mình không có chiên, mình chỉ xử lý cho nó hết tanh thôi. Và sau khi nấu lên thì ăn nó rất là ngọt. Đây là làm theo cách của gia đình mình, các bạn không nên học hỏi vì nó rất là dở các bạn. Nó đùa với các bạn thôi, nói chung là rất là ngon. Đây các bạn, cho đường và nước mắm hồi nãy mình đã cho vào rồi các bạn. Ướp đi, lát sau thì vớt ra và nấu canh thôi các bạn, rất đơn giản. Đây, mình cho thêm ít ớt nữa. Trộn đều lên lại, lát sau khi nào nấu thì mình sẽ vớt ra và cá nó không bị tanh các bạn. Ok, bây giờ mình để đó xoay sang mình tiếp tục làm một số cái gia vị khác các bạn. Sử dụng một cây sả và một củ hành tím và 2 tép tỏi thôi các bạn, để mình phi dầu lên để làm nước canh các bạn nha. Cái này cắt khúc
bầm nhỏ các bạn. Món này ăn cơm thì hết nồi cơm các bạn nha. À, buổi trưa mà trời nắng có tô canh chua cá như thế này thì hết ý các bạn. Đây, mình cho thêm hai quả ớt cắt lát các bạn. Nếu mà bạn ăn cay thì cho thêm ớt vào các bạn nha. Trong tất cả video mình chia sẻ các bạn những cái món ăn rất là đơn giản các bạn, không có cầu kỳ và phức tạp. Ok, mọi công đoạn chuẩn bị để nấu đã sẵn sàng các bạn. Bây giờ tiến hành nấu thôi. Món này rất nhanh. Chờ cho nó nóng chảo rồi mình cho dầu vào các bạn. Đây là rau chua khi rửa sạch mình để cho nó ráo các bạn. Chảo giờ đã nóng các bạn, mình cho dầu ăn vào. Rồi cho cái xả bầm tỏi và hành tím vô đó các bạn, và ớt luôn nha. Nếu các bạn cay thì sử dụng ớt thêm các bạn. Rồi phi cho nó hơi cháy cháy thơm thơm chút, rồi bỏ cá vô các bạn. Bỏ cá vô đảo sơ thôi, sau đó đổ nước vào làm canh các bạn nha. Món này thì nhanh. Sau khi sôi lên thì cho gia vị nêm nếm. Sau đó chúng ta bỏ cái lá chua vô là tắt bếp luôn các bạn. Cái này không nên đi rục nha, nó rất là dễ rục. Món cái rau này thì nó nhanh lắm, chỉ cần nước sôi mình thả vô là nó vừa chín tới các bạn. Có vẻ là đã được các bạn. Mình bỏ cá vô, đảo lên sơ các bạn nha. Sau đó đổ nước vào. Món này rất nhanh. Khoảng 5-7 phút là nước sôi các bạn. Bây giờ tiến hành bỏ rau chua vô các bạn. Lá chua này. Rồi, mình bỏ cái lá chua này vô các bạn nha. Bóc luôn. Rồi, bây giờ tắt bếp các bạn. Tắt bếp là nêm nếm vào thêm gia vị thì là ăn được rồi các bạn. Như vậy là cái món cá lăng nấu lá chua của mình đã hoàn thiện. Mời các bạn cùng thưởng thức với gia đình mình nha.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ món ăn dân dã ở miền núi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ủa chứ